Chào mừng các bạn quay trở lại với series Holiday Makeup cùng TD. Các bạn có nhớ TD không? Nhưng mà TD lo lắm. Trước giông bão thì hình như mọi thứ sẽ rất là bình yên. Không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình đây. Trời ơi, cái gì vậy? Wow. Wow. Trời ơi. Hôm nay sao mọi người biết là sinh nhật TD vậy nè? Thôi được rồi, để TD thổi nến xong TD sẽ phát biểu cảm nghĩ nha. Rồi. Năm nay TD sẽ ước TD sẽ mập thêm được mấy ký. Điều ước rất là cũ. Trời ơi, cảm động quá. Công nhận thương mọi người ghê gớm luôn á. Thử thách nằm trong những hộp quà này hả? Rồi TD phải mở quà, rồi xong rồi nói trong đó có cái gì, rồi xong đó ụp lên mặt luôn. Mới khen xong bây giờ hụt hẫng thiệt luôn ấy. Rồi cái mấy cái bước này nó có đúng với lại mấy cái bước makeup bình thường không? Tự nhiên cái ụp lên mặt. Thôi được rồi. Dù gì cũng được quà, cho nên là xài xong rồi đem về cũng được. Thôi bây giờ mình bắt đầu bóc nha. Bây giờ TD sẽ bóc món quà đầu tiên nằm ở ngoài bên rìa hộp đầu tiên luôn. Oh wow, đây là bịch khăn giấy tẩy trang. Hên quá, bóc đúng ngay cái bước đầu tiên luôn. Mất công á hả, lát nữa đang trang điểm xong bóc phải cái này chắc. Ăn cho hết. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái bịch giấy tẩy trang Fiorin này. Thường cái bịch giấy này nó khá là quen thuộc trong suốt khoảng thời gian hành nghề của TD. Mình xé ra ở bên trong nó khá là tiệt trùng như thế này, toàn tiếng Nhật không thôi, cho nên là mọi người yên tâm sử dụng cái này. TD đã sử dụng rồi, rất là thích. Bây giờ mình phải tẩy trang hết luôn hả mấy chế? Well, sau khi lau mặt bằng trang tẩy trang Bure xong thì TD sẽ phải chọn món quà tiếp theo mà thôi. Cái gì nặng nặng chắc chắn là sẽ có dưỡng da ở trong đó. Nặng lắm. Nặng lắm biết ngay mà. Đây là serum của Suwasu. Da da. Ginseng của Suwasu. Mùi thơm của nhân sâm. Tiếp theo, mình sẽ chọn món quà nào thiệt nặng. Trời ơi, cái thiệt là nặng là dưỡng da rồi mà tại sao lại bóc phải quả táo vậy nè? Lily không biết gặm táo. Mọi người có dao không? Bây giờ mình sẽ đi tìm một cái hộp gọi là dưỡng da. Wow. Đây là một sản phẩm có tên là Concentrate Ginseng Renewing Water. Mình sẽ xài luôn. Sẽ lấy sản phẩm ra. Nói chứ xài sau cái bước serum cũng được không sao. Oh well, oh well, oh well. Đây là mascara waterproof A Full Blast Effect Luxurious của YSL. Hay quá. Cái bước này không sao hết. Chỉ cần chuốt lên. Mọi người thấy lông mi của mình thế nào? Hẳn là dài hơn rồi đúng không? Tiếp. Trời ơi, là một sản phẩm của Le Depot mà còn có tên của mình khắc trên đó nữa. Trời ơi, ekip này có tâm dễ sợ luôn. Đây là Cushion, Radiant Cushion Foundation. Hôm nay mình sẽ được sử dụng Cushion. Khi mà mình đánh Cushion thì thao tác nó có vẻ nhanh hơn. TD thường hay sử dụng Cushion cho những cái dịp gọi là khá là vội vã. Chắc là do sinh nhật cho nên là may mắn lựa chọn quà nào rồi muốn cái gì là nó hiện ra trong đầu là bóc được cái đó. Hộp quà tiếp theo này thấy nặng nặng nè, không biết là cái gì ở trong đó. Cái hộp thật là to. Hộp gì đây của Bobbi Brown? Bây giờ Teddy sẽ mở ra. Oh wow, đây là một hộp highlight màu vàng đi nhỉ, pha luôn màu hồng đi nhỉ. Oh wow, đẹp quá. Cảm thấy có vẻ ekip đã muốn ngủ. Không ấy, hay là mình đánh highlight nguyên cái mặt mình luôn đi cho nó phình. Mọi người thấy highlight của Bobbi Brown có xinh không? Sản phẩm tiếp theo
Cái gì vậy mấy má? Một cái mặt nạ. Trời ơi, thiệt hả? Là đắt thiệt hả? Kê kiếp thật là ác ôn chứ. Tôi mới đánh nền xong lấy bắt lấy mặt nạ ra đắp. Rồi em để cho các anh hiểu, sau khi em đắp cái mặt nạ này lên thì bao nhiêu phấn đồ nó sẽ trôi hết, thì sau đó em phải tẩy trang đi và làm lại từ đầu. Đây là mặt nạ của Melly Hill. Bây giờ Titi sẽ phải ngồi chờ trong vòng 2 phút. Yeah. Có vẻ là hơi ướt. Này là gì đây? Một cái hũ gel eyeliner Longwear Gel Eyeliner của Bobbi Brown. Sau đó mình sẽ đánh eyeliner lên. Đánh đè lên phần giữa mi và mí mắt và lông mi. Wow. Thì là Titi hoàn thành xong bước vẽ eyeliner super bự. Cái này có vẻ nhẹ nè. Lại một cái mặt nạ nữa. Mặt nạ cà chua của Innisfree. Đánh mắt rồi, đánh nền rồi mà vẫn phải đắp mặt nạ. Được đó. Cứ coi như là mình đã đắp mặt nạ xong đi. Không biết là trong mấy cái hộp này mình phải tránh xa những cái hộp nào nhẹ thiệt nhẹ ra. Còn chờ cho là phấn mắt. Chính là một hộp phấn của nết. Nhưng mà không biết là phấn mắt hay phấn gì. Wow, chính là một hộp phấn mắt. Đắp lên toàn bộ phần màu mắt. Tiếp theo Titi sẽ chọn màu nó hơi nhẹ màu vàng một chút, chuẩn men. Rồi cuối cùng Titi chọn màu sáng nhất để đánh ở dưới phần xương trên mày. Có vẻ là được. Như vậy là đã đủ kịch tính cho con mắt rồi. Hôm nay có một tờ giấy. Đây là một phần quà siêu giá trị. Wow. Trời ơi, đây là một cục kim cương. Đây là hũ kem dưỡng La Cương. Gặp cái hũ này cho dù có đánh nền hay chưa thì mình vẫn sẽ phải dưỡng thôi. Trời ơi, thơm quá. Rồi tiếp theo. Oh wow, cái gì đây? Đây là powder for cushion. Bây giờ mình sẽ tự thưởng cho mình một lớp phấn phủ. Nếu mà chị em nào mà da bóng dầu quá thì mình có thể dặm lại ở vùng chữ T thôi, không có cần phải phủ hết. Phăng xì quá chị em mà. Cảm ơn nha. Mình sẽ đem hộp này về. Trời ơi, những cây son viên đạn huyền thoại của MAC đây rồi. Titi sẽ chọn màu nude này đi. Ác quá. Đánh hết theo cái viền môi như vậy sẽ rất là ác. Không đánh như vậy nhưng mà nó cũng ác nữa, tại vì cái màu nó quá là ác rồi. Mọi người thấy thế nào? Chỉ còn hai hộp quà cuối cùng, không biết là gì ở trong đây. Đây là hộp phấn má hồng của Elf. Thì đây sẽ mở ra. Wow. Sao bên đây làm dữ vậy? Phải tán thật là đều ra. Như vậy là Titi đã xong bước má hồng rồi. Chúng ta sẽ đến với hộp quà cuối cùng. Trong này là gì đây? Blusher. À, lại là một hộp má hồng nữa. Đến từ Suwashu. Để Titi mở ra cho mọi người thấy nha. Wow. Rồi. Trời ơi. Thật là nóng bỏng đó chứ. Mọi người thấy hôm nay thử thách của Titi như thế nào nè. Ra được một cái layout quá là ác so với ngày sinh nhật của mình. Như vậy là Titi đã hoàn thành xong thử thách ngày hôm nay rồi. Mọi người thấy layout của Titi hôm nay như thế nào? Layout sinh nhật. Nếu mà các bạn thích, là các bạn muốn có góp ý gì thì hãy góp ý ở phần bình luận ở bên dưới nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hai Đẹp để đón chờ những cái trò hành độc và lạ tiếp theo trong series Holiday Makeup. Bây giờ Titi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong tập tới. Happy birthday! Woo! Falling.